Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dân Trí. Hai cảng hàng không lớn nhất Việt Nam dừng tiếp nhận chuyến bay từ Hàn Quốc. Bắt đầu từ 12 giờ trưa nay mùng 1 tháng 3, cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội và Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đã dừng đón các chuyến bay từ Hàn Quốc. Đây được xem là giải pháp cách ly, ngăn chặn dịch Covid-19. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, các chuyến bay tới từ Hàn Quốc phải chuyển hướng hạ cánh tại hai sân bay được chỉ định là Vân Đồn và Cần Thơ. Quyết định này của Cục Hàng không Việt Nam chỉ áp dụng với các chuyến bay chở khách. Các chuyến bay chở hàng vẫn có thể hạ cánh tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất như kế hoạch khai thác. Những ngày qua, lượng khách từ Hàn Quốc đến Việt Nam cũng tăng rất cao, chủ yếu nhập cảnh qua các cảng hàng không ở Hải Phòng, Đà Nẵng, Cam Ranh, Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Hàng nghìn hành khách nghi nhiễm Covid-19 đi qua cảng hàng không, sân bay đã được nhà chức trách thực hiện cách ly. Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ thị Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo cho các hãng hàng không chuyển hướng các chuyến bay từ vùng có dịch của Hàn Quốc hạ cánh tại các sân bay Vân Đồn, Phú Cát và Cần Thơ. Đây là một trong những nỗ lực nhằm đảm bảo tuân thủ các quy trình, quy định về phòng chống và lây lan dịch bệnh bằng đường hàng không. Các hãng hàng không có trách nhiệm thông báo đến tất cả hành khách đi từ Hàn Quốc về Việt Nam sẽ phải khai trung thực tờ khai y tế, khuyến cáo các hành khách là người Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động Hàn Quốc cân nhắc mua vé về Việt Nam do sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày theo quy định. Hôm 28 tháng 2, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản hỏa tốc gửi các hãng hàng không trong nước, các hãng hàng không nước ngoài khai thác đi đến Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh và các cảng vụ hàng không miền Bắc, Trung, Nam về việc triển khai tạm dừng chế độ miễn visa cho công dân Hàn Quốc. Cơ quan này yêu cầu các cảng vụ hàng không và người khai thác cảng hàng không, sân bay thông báo cho các hãng hàng không nước ngoài khai thác trên địa bàn. Các hãng hàng không có trách nhiệm thông báo kịp thời cho các hành khách là người Hàn Quốc để tránh tình trạng hành khách bay sang Việt Nam mà không được nhập cảnh. Trong một diễn biến có liên quan, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines cho biết từ ngày 29 tháng 2 đến 30 tháng 4, hãng triển khai miễn lệ phí, đổi hành trình hoặc đổi ngày bay cho hành khách Hàn Quốc đã mua vé của hãng đến Việt Nam hoặc bay nội địa Việt Nam nhưng không sử dụng được do ảnh hưởng của chính sách tạm dừng miễn thị thực đối với công dân Hàn Quốc vào Việt Nam. Việc hỗ trợ áp dụng cho vé có ngày khởi hành từ 29 tháng 2 đến 30 tháng 4 và được mua qua kênh phòng vé, đại lý, website hoặc ứng dụng di động chính thức của Vietnam Airlines. Hiện hãng này đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách và các đơn vị liên quan để theo dõi tình hình và đưa ra các phương án phục vụ hành khách phù hợp nhất trong tình hình hiện tại. Hãy nhanh tay đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Dân Trí các bạn nhé!